Xin chào tất cả các bạn. Đến với video lần này, mình muốn hướng dẫn cho các bạn cách giặt nón vành đúng cách. Các bạn lưu ý chúng ta không giặt chung sản phẩm với các quần áo khác. Và sau đây là quy trình giặt, các bạn cùng xem nhé. Để giặt nón, các bạn cần chuẩn bị những dụng cụ như sau: chậu nước, xà bông, bàn chải và cuối cùng đó là kẹp phơi nón. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách giặt nón vành XH00150 chấm này nhé. Trước tiên các bạn cho nón vào một chậu nước thấm đều để nón được ướt hết. Sau đó các bạn cho nón vào chậu nước có mức nước khoảng 2 lít và một muỗng xà bông. Các bạn đánh tan xà bông ra, giặt nhẹ sản phẩm bằng tay. Các bạn lưu ý chúng ta không ngâm sản phẩm, không giặt sản phẩm với dầu gội đầu, sữa tắm và các chất tẩy khác. Trường hợp nón có các vết bẩn, các bạn dùng bàn chải chà nhẹ. Thường thì ở trong đai nón sẽ bám bẩn nhiều nhé, các bạn chà nhẹ như thế này. Bề mặt vải các bạn cũng chà nhẹ, tránh chà mạnh. Khi các bạn đã giặt nón xong, chúng ta sẽ xả nón lại với nước sạch một lần nữa. Tiếp theo các bạn vắt khô nón, vuốt vành nón cho thật thẳng. Và vành đai ở bên trong các bạn cũng vuốt thẳng luôn nha. Dùng tay nhẹ nhàng nong chớp nón ra. Sau đó các bạn dùng kẹp phơi nón kẹp giữa vào đai nón. Các bạn phơi nón ở nơi có ánh nắng nhẹ. Các công đoạn trên chúng ta sẽ diễn ra liên tục các bạn nhé. Chúc các bạn thực hiện thành công. Xin chào và hẹn gặp lại.